Có đáp trả. Ai đáp trả cho con à? Ai gì đáp trả cho con? Ai mà đi bằng bên bìm nó còn đấy. Một mình nhiều bên bìm nó còn đấy. Đi mà sẽ có nhiều bên bìm ấy. Xin chào quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ vào bệnh viện bỏng quốc gia để trao quà từ thiện cho cháu bé bị bỏng. Quý vị và các bạn đi theo chúng tôi nhé. Đây là đang ở khoa hồi sức cấp cứu, nhưng mà bác sĩ người ta không cho vào, cho nên là tôi sẽ đứng ở ngoài tôi trao quà cho bố của cháu bé luôn quý vị nhé. Đang ở khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện bỏng quốc gia, nhưng mà bác sĩ không cho vào thì đấy là quy định của bệnh viện, mình không thể nói gì hơn được. Mẹ thương em nha, mẹ thương em nha, em đừng có khóc nữa nha. Em đừng có khóc nữa nha. Em đừng có khóc nữa nha. Thương nhờ. Thương nhờ. Nó thương con này. Mẹ thương. Mẹ thương nha. Bây giờ hiện tại là có từng này người ủng hộ cháu anh này. Anh Đặng Công Thắng là ủng hộ 4 triệu này. Vâng. Anh chị Lê Thanh Tú là 300.000. Vâng. Trần Đăng Hậu là 500.000. Vâng vâng. Trần Kim Dung là 200.000. Vâng vâng. Trần Kim Dung này là chuyển thẳng vào tài khoản mà anh đăng trên mạng á. Vâng vâng. Đó, còn Nguyễn Thị Thanh Hương là 100.000. Vâng. Một người không ghi tên là ai cả, 100.000. Vâng vâng. Nguyễn Đức Cường 500.000. Vâng. Trần Văn Yên 200.000. Vâng vâng vâng. Tổng tất cả đây là 5.7 triệu. Vâng. Và tôi sẽ gửi tiền của tôi thêm 1 triệu nữa thành 6.7 triệu. Vâng vâng. Đó, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn anh. Không hỗ trợ cho gia đình với cho cháu. Yeah. Là của ít lòng người. Vâng, vâng. Là sẽ gửi ủng hộ gia đình. Vâng vâng. Đây thì đây đây là 1 triệu anh này. Dạ vâng. Đây là 2 triệu này. Vâng vâng. 3 triệu này. Vâng vâng. 4 triệu này. Vâng. 5 triệu này. Vâng vâng. 6 triệu này. Vâng. 6.700.000. Thực ra là đây là tấm lòng của mọi người, dù ít dù nhiều thì đấy là mình cũng cảm ơn mọi người. Dạ dạ, xin bố xin cảm ơn. Đây, tất cả đây là mọi anh em bố của cháu bé quý vị. Đây, xin chúc mọi người thành đạt và tốt đẹp. Vâng, và cảm ơn anh vui vẻ. Chúc cháu nhanh khỏe. Dạ dạ. Gia đình, xin cháu bố cháu cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn thầy. Cảm ơn mọi người. Dạ dạ, không có gì. Rồi. Thì như vậy là chúng tôi đã trao xong cho bố cháu bé xong rồi. Để bây giờ nếu mà quay được cháu bên trong nữa thì sẽ quay cho quý vị các bạn xem thêm. Vâng vâng.